Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1. Mời ô chữ. Kỳ này không có nhường nữa nha. Vừa rồi nhà mình thua, cho nên mình được quyền chọn đó, trước. Mình được quyền chọn trước là đó, mình cũng chọn vậy đi. A6, B6, B1. A6, B6, B1. Dùm hai cái đầu đi. Đấy, đúng rồi, y cũ. A1, A2, B8. A1, A2, B8 gợi ý. Câu cây dao phê phán tai nạn mê tín dị đoan. Mở ô chữ. Hả? Anh Tâm Thanh đánh luôn hả? Rồi, thay gì anh? Thanh 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 Thanh. Em không biết cái gì luôn. Cái này xuống. Trời ơi. Thì đúng câu của ảnh. Bình tĩnh, bây giờ người ta đọc, mình sẽ nghe được cả những cái ô mà người ta đã mua. Nhớ nha. Giờ lạ. Số cô chẳng giàu thì nghèo. Số cô chẳng giàu thì nghèo. Ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Chính xác Lan ơi. Lan không biết đâu có. Số cô chẳng giàu thì nghèo. Giàu thì nghèo. Ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Chốt ha. Chốt. Hãnh diện lên Lan, hãnh diện lên. Đội thịt kho dịch. Mặt nghĩa đã lộ ra rồi. Cho nên là thích cái gì nó liên quan tới thịt. Thịt treo trong nhà. Trời là phải. Ơi, anh yêu em lắm Lan. 20 triệu Lan ơi. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Câu này quen mà đúng không? Quen. Tại nãy em nói không biết chi trơn vậy. Trời, em đọc chữ nghèo, chữ ngày, chữ treo em không biết gì luôn. Chúng ta mua được những câu mang tính chiến lược thì cực kỳ quan trọng. Đó. Số cô chẳng giàu thì nghèo. Ngày 30 tết thịt treo trong nhà. Số cô có mẹ, có cha mẹ, có đàn bà, cha cô đàn ông. Đó. Số cô có vợ, có chồng, sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai. Đó, đó cái câu này mình học từ hồi mình còn học phổ thông á. Số cô không đẻ con trai thì đẻ con gái, đó là quy trời. Đó. Cái này của anh. Bần ghê vậy đó. Cái câu trên nghe được nha. Số cô không đẻ con trai thì đẻ con gái là nghe hợp lý nè. Tuy nhiên số là quy trời, cái vô duyên rồi. Ở láng là thì mỗi người chất quá. 20 triệu cho đội thực hợp dịch. Trời ơi. Tiếp câu số 2, mời ô chữ. Lại tiếp tục mời đội thua chọn mua lô đất trước. Đội chiến thuật đi. Đội chiến thuật ha. Hai. Này này đi. A1, A2. A1, A2 đi, ok. Với lại là này hoặc cái này. Thôi B8 hay là luôn. Hay là gì? Nè à. Đó, ok, cũng được. B7 hả? Hoặc là B6 đi. B6 đi. A1, A2, B6 đi. A1, A2, B6. Không, mình muốn A3 đi. Bên đây B8 nữa. A3. 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 B1, B8. B1. B1. B8. B8. A3, B1, B8. Gợi ý, câu ca dao là lời than thở tiếc nuối về một tình yêu tan vỡ. Mở ô chữ. Con Thanh chạy không nha? Thanh không chạy. Chị... không bên nào chạy. Mua đi anh. Từ từ bình tĩnh. Hả? Quánh chi nữa hả? Em kêu anh mua rồi, em kêu anh Thanh rồi. À mua rồi hả? Trời ơi trời. Xem chúng mất 2 triệu. Mém chúng mất 2 triệu. Giờ ta dùng quyền gì? Mua ô miễn phí. Ô miễn phí. Một ô thôi nha. Một ô thôi. Mời anh chị. Ô này nè. A6 nè. A6 đi. Mua A6. Mở ô chữ. Đó. Mua nó mua A6 rồi hả? Ừ. Bây giờ bên đây mình muốn mua ô miễn phí nào không? Có chứ. Mua ô miễn phí. Ô nào? Chị, cái này á. Không phải là một. Mua B3 đi. B3 cũng được. Ủa vậy hả? B3 đi. Ừ. Rồi. B3, mở ô chữ. Đó, toàn những từ chiến lược không đó. Bên kia không đoán là đâu. Bây giờ bên kia có muốn mua ô nào bên đây không? Bên kia mua bán không, bên này mua. Thì bán mua ô nào? A1, A2. Bán, A1, A2 bán đi. Bán nhiêu? Cao, đúng không? Hai cái từ đó chiến lược. Công anh. Ê. Xin lỗi, cái này không quên, bị quên bài. Nghe bên kia nghe không? Không nghe, không nghe. Khỏi mua. Khỏi mua. Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi. Yeah. Cái này là không thuộc bài, cái này là không thuộc bài. Anh quên, mua, quên. Anh mua B2. Bán không? B2 em chưa bán. Bây giờ anh phải mua bên kia đi. Không, không mua. Bây giờ anh không mua A1, A2, mua B3 đi, B6 đi. B3, B6 đi. Anh biết gì đâu. Cái micro này bình thường mới tắt đi nha. Không được nói. Không. Nào giờ. Bây giờ phải lợi dụng. Nhưng mà mình chưa mua mà chỉ giờ mình mua. Mình phải kiếm nồi thịt. Mua B3 đi, B3, B6 ngon lành, chiến lược đó. B3. B3, B6 đi, mua đi. Rồi, B3, B6. Mua hai ô bán giá nhiêu nè bên kia? Bán nhiêu? Hả? Giá sàn giao dịch. Tụi em đang thất bại rồi đó, bán rẻ chút anh giúp rồi cho. Bây giờ cái sao? Ý là sao bên anh bán hả? Em bán, anh mua. B3, B6 đi. B3, B6. Nãy giờ mình thua cũng nhiều đúng không? Bây giờ mình biết rồi, bán cho bên kia mình gom tiền lại. Nè, giá giao dịch ở đây, giá sàn giao dịch ở đây dao động một ô tầm khoảng 5 cho đến 8 triệu.
tùy vào cái ô đó có nằm vị trí đắc địa hay không. Chị, một trong hai này mình chỉ bán một ô thôi. Em ơi, thật ra bán hai ô luôn đi, người ta cũng không đoán được hết đâu, yên tâm. Em tin anh nha. Ừ, bán hai ô đi. Nhưng mà nếu mà lỡ mà bán rồi mất lúa giống luôn, anh có đền không? Không, yên tâm. Rồi. Tin tưởng bạn ấy lần đi. Rồi vậy tin anh. Vậy bán, vậy là bán cái này phải không? Rồi bán hai anh mua. Em bán ô nào? B3 B6 bán một cặp. Ừ. 29 triệu. 29 triệu. Ok. Rồi, ok. Không có ok em cất đi. Em cất đi. Ăn hết luôn rồi còn gì đâu nữa. Ngày 27 Tết mình bán tới giá 29 triệu. Ờ. Nghĩ sao vậy? Mẹ trời. Chìa khóa. Nghĩ sao nãy giờ tụi anh chưa tới 30 triệu em lấy 29 triệu. Khỏi mua. Giá là không hợp lý. Anh. Hai ô 10 triệu. 10 triệu. Mình mua đây đi. Anh được trả giá không? Được. À, hai ô 1 triệu. Thôi, không mua. Đè người ta xuống, người ta mất phương hướng, người ta mới thua mình. Anh có mua không? 1 triệu. Không bán. Không bán thôi. Không bán. Mua cái này. Mua khác. Không, em không mở bán. Bây giờ phải mua của người ta trước cái đã. Dạ. Bây giờ anh không mua, mắc quá anh không mua. Thì trả giá đi. Thì trả 1 triệu đó. Triệu ai mua là bán. Đúng rồi, ai bán. Nghĩ cho tới nhất bán 1 triệu. 1.5 triệu đó, trả 750. Không bán rồi, để nó mua của mình. Thôi đó, bây giờ này nhà mình đang giàu hơn ta. Giàu hơn ta phải không? Thiệt, giàu mua đó. Đi à. Chị bán nhiêu chị? Giờ 4 triệu hai cái đó. 4 triệu chết sập luôn. 4 triệu. 4 triệu thì rẻ quá. Rẻ quá không được. Lì xì cho con của tụi em 1 triệu nữa là thâm. Không, 10 triệu. Hai ô 10 triệu. Rồi mua luôn. Mua luôn. Giao dịch thành công, đóng bên kia. Mở bên đây. Thấy không? Làm sao anh đoán ra? Nếu anh không mua. Bây giờ mua rồi đó con gái. Mua A1, A2 không? Gì hồi nãy? Công anh chăn nhé. Công anh chăn nhé đã lâu. Bây giờ nghe rồi đó. Ủa anh giải mà. Em kêu anh giải. Anh ơi anh giải phải đánh chiên chứ. Thì lên đánh chiên. Lên đánh chiên chứ. Rồi mời anh đọc. Ê, bên đây mình chưa lắng nghe nha. Nè chú ý lắng nghe, người ta đọc sai là mình hốt liền. Rồi đọc. Công anh chăng nhé đã lâu. Bây giờ đó, đúng rồi. Bây giờ nghe đã vậy? Nghe đã. Thành Châu đi cài. Chốt chưa? Khoan. Đúng rồi. Công anh chăng nhé đã lâu. Bây giờ nghe đã. Thành Châu đi cài. Thành Châu ai cài? Không, đi cài. Ai cài? Nghe lời anh lần đi lan anh lại em đó. Thành Châu ai cài? Ai cài có ý nghĩa không anh chị? À đúng rồi, ai cài? Ai cài? Là tình yêu rồi. Không. Ý là sao Thanh? Ý là sao? Nghĩa đen là cũng như công anh xúc tép nuôi cò đó, nuôi cho cò lớn rồi cò giọt cò bay đó. Cái đó con cò, cái này con trâu em chưa hiểu. Con nghe. Thì giờ sao? Tức là sao? Thì đó công anh chăng nghe đã lâu. Bây giờ nghe đã, Thành Châu thì ai cài? Trời ơi, chưa thì nha. Ai cài? Đây là đáp án chính xác. Yeah! 20 triệu cho thịt kho dịch. Nhưng mà nè, mình cũng ngồi không, mình lấy của ta 10 triệu. Đó. Nè, tính ra bên kia không lợi nhiêu trơn trời. Lợi không? Chia. Lợi ít lắm. Bên kia vừa tốn 10 triệu mua của mình nè, rồi tốn thêm mấy triệu mua cái này, rồi quánh 2 triệu tiền chiên nữa. Còn bên kia nhiêu tiền rồi? Đâu có, nhưng mà anh gỡ là danh dự chứ. Đúng rồi. Cái gỡ là danh dự. Cái danh dự. Mua danh chia dự. Cho em út để tội nghiệp tụi nó. Đây. Không có tiền. Câu số 3. Mời ô chữ. Đây, nhà mình muốn mua nè. Lại thua. Bên kia mua trước nữa hả? Thua mà. Anh xin lỗi tụi em. Sao em? Cái gì? Hả? Vậy đổi chiến lược rồi. Hai cái này đi. A1, A2. Rồi cái này. A1, A2, B8 đi. A1, A2, B8. A1, A2, B8 hoài. Giờ mình mua. Mình trận đầu. A3, A4. À đúng rồi. A3, A4. Mua ô giữa đi. A3, A4, B1. Phải có cái góc đầu. A3, A4. B4, B1. Rồi, gợi ý. Câu ca dao đề cao sự chung thủy, yêu nhau là ở tấm lòng chứ không bị tiền tài chi phối. Mở ô chữ. Thề gì? Chớ. Nữa lắm, đừng có đọc lắm. Đọc mấy, quên. Anh ơi, mua đi. Mình đang giàu lắm anh. Mình đang giàu lắm, mua anh, đi. Anh mua không? Có cần dớ này lên không? Không cần dớ. Anh mua bên kia. Thôi để suy nghĩ đi. Ô nào? Vậy hả? Em suy nghĩ ra không? Mình giàu mà. Ừ. Nghĩa nó nói mình giàu gì? Mình giàu. Dù rằng hồi nãy mình không có nhiêu tiền đi. Nhưng mà mình giàu. A1, A2 đúng không? Mua A1, A2. Bán nhiêu? Hả? A1, A2.
Hả? Cái gì vậy? Bên kia đánh chiên luôn hả? Wow. Rồi giải thích đi. 2 triệu. Em đánh anh chiên mua làm gì em? Anh mua 12 triệu em bán. 12 triệu em bán. Em bán gì cái chiên của anh vậy? Cái chiên của anh mà em bán gì? Em đánh phong thủy thôi anh. Trời ơi, trời ơi. Trước nãy giờ em thấy hình như là cái này là em là đầu óc lên là em là căng lắm rồi. Em phải đánh phong thủy. Giờ mua 12 triệu. Không ra không? Không anh. Ủa, em đánh bỏ 2 triệu đó hả? Bỏ hả? Vậy là anh hưởng 2 triệu đó hả? Ai cho? Bây giờ anh mua lại không? Mua lại quyền đánh chiên đó không? Không. Anh chưa nghĩ ra sao mua lại. Tức là nếu anh mua lại quyền đánh chiên đó thì anh được trả lời. Phan, để Phan cho anh xin một chút. Tưởng trả lời đi em. Tưởng trả lời đi Tưởng. Nè nha, nói rằng cái sai là bên kia hốt liền ca 1, ca 2 đó. Đấy là ta mua của mình rồi. Chắc không? Không chắc thua non đi Tưởng ơi. Sao? Ngày xưa em nói yêu anh. Ừ. Bây giờ em lại gì đó. Theo về thuyền hoa. Ý là cô bé này đó. Chốt chưa? Chốt rồi. Đây là đáp án sai. Mình đã biết rồi đó. Biết A1, A2 là gì rồi đó, đúng không? À. Lên không? Biết A1, A2 rồi. Nhớ không? Nhớ không? Ở bên kia là ngày xưa đó. Rồi đó. Giờ mua B8 của ta đi. Khoan. Từ từ coi. Mua B8 đi, mình giàu mà. Em xuống anh giàu quay. Thiệt. Anh có tốn đồng nào đâu. Mua B8 mà. Bán nhiêu? B8 Tưởng. Hả? Bán B8 nhiêu? Một từ thôi. 6 triệu anh. 6 triệu, ok, giá đẹp luôn. Sao em bán lẻ vậy? Giá tại vì anh để mua cặp bán 12 để trừ 2. Nhưng nãy em nói giá sàn là từ 5 triệu cho tới 8 triệu. Mà ta bán 6 triệu là giá rẻ rồi. Bán giá hữu nghị đó. 2 triệu được không? Trời không, ơi. Không, ôi. Người ta lỗ nãy giờ người ta mua chứ bộ. Rồi mua đi. Mua 2 triệu. Mua rồi, rồi. Đóng bên kia, mở bên đây. Đó, ngon không? Đoán đi anh. Anh cái chữ này hồi nãy em đọc rồi mà anh cũng mua nữa. Rồi, bây giờ nếu như cả hai đội không đoán ra được thì chúng ta sẽ mở ra một lượt mua mới. À, đây, bây giờ nhà mình được mua trước nè, 3 từ. Ba ô muốn ô mua nào? Mua hai này đi. B3. B3, B4. B4. Với B6. B6. B3, B4, B6. A5 mà 6 đi. A5 mà 6 bây giờ cái này là được đúng không ta? Bên đó ta mua rồi đó, B2 chưa đó. B2 nè. B2. B2. A5 mà 6 B2. A5 mà 6 B2. Mở ô chữ. Rồi. Đánh đi, đánh đi. Hả? Biết rồi hả? Biết rồi. Trời ơi, 20 chai. 2 triệu thôi anh. Ủa cái này 2 triệu nhưng anh lấy 20 chai. Thử coi được không? Ngày xưa thề những bạc đầu. Nghe nha. Chớ tham phú quý, chớ cầu mua hoa. Chữ này hình như có gì sai sai á. Chớ cầu chớ tham, hoa hả? Chớ tham phú quý. Chớ tham phú quý. Cái gì mà khách mua hoa đó mà ta kêu gì? Chớ cầu mua hoa hả? Chớ cầu mua hoa hả? Chớ tham phú quý mà cầu mua hoa hả? Chớ đâu hai chữ chớ ý được. Anh nói cái kiểu giống như mà cái người mà chớ, đúng rồi. Chớ tham phú quý. Chớ tham phú quý mà cầu mua đi hoa. Mà cầu mua hoa. Mà cầu mua hoa. Chớ tham phú quý mà cầu mua hoa. Ừ. Cầu lạ vậy ta. Chớ tham phú quý mà cầu. Sao? Chớ tham phú quý. Chốt không? Cái này gì em đọc lại nghe. Ngày xưa thề những bạc đầu. Chớ tham phú quý mà cầu mua hoa. Rồi. Chốt không? Chốt. Ngày xưa thề những bạc đầu chớ tham phú quý mà cầu mua hoa. Mà cầu chữ cảm ơn, nó sai một chữ. Đây là đáp án sai. Thấy không, sai một chữ. Ủa tự nhiên có mua hoa đây chi ta. Cầu đi hoa không? Không nè, câu cái giao đề cao sự chung thủy, yêu nhau là tấm lòng, không bị tiền tài chi phối. Mua bông mua hoa tiền tài gì đây? Đọc lại. Anh Thanh đọc lại anh Thanh. Không, anh không rảnh. Mà anh không rảnh. Không có rảnh nha. Trăm năm thề nghĩa bạc đầu. Thề nghĩa bạc đầu đúng không? Hồi nãy không phải, không biết. Không phải. Thôi nha. Đúng rồi. Sao, có muốn mua của ta lại không? Từ đi, hồi nãy mình nghe quên. Đó, để ý. Mua không? Nãy tôi đã nhắc rồi, nghe đi. Mua, thật ra mình mua cái này nè. Không, B5, B7 là hết được bán rồi. Cái này rồi. Đừng bán được, em phải mua cái này nè. A3, A4 gì đó. Cái gì, mua A3 thôi. Không, cái này nè. Rồi, chốt rồi.
mua A4 đúng không? Khoan. Nãy ta đọc mấy lần luôn đó mà nghe. Không để ý, mau quên cái não các bạn không tại vì lo đang suy tính, tại vì em nghĩ từ nghĩa. Tại từ của người ta đọc đúng rồi sao mình nghĩ cái gì? Đâu nào, ví dụ trăm thề năm. Thề những bạc đầu, người ta đọc hình như thề những như sao á. Tới não các bạn ghê luôn. Thôi vậy thôi mua A4. Cái từ này nè, từ này nè. A4 hả? Bán 17 triệu. Quên đi. Hả? Quên đi. Người ta được quyền bán, em được quyền trả giá. Ừ thì trả đi. Triệu bảy năm chục. Nãy nó bán mình ở kia nhiêu? Cấp tiền luôn đi. Nãy bán 6 triệu. Hồi nãy 6 triệu, giờ mua lại 6 triệu được không? 10 triệu. Không, 6 triệu thôi. Câu này em lấy 20 triệu mà em nhả lời có 10 nãy triệu. Nãy em thua biết bao nhiêu câu rồi anh? 6 triệu đi. Nãy 6 triệu đi. Nãy mua 6 triệu, anh lớn mà anh chơi kỳ rồi, vậy? Cho bán, rồi, cho trời, 6 triệu. Em nói câu này anh bán 6 em 6 triệu. Rồi mở lên cái đó ân hận nè. Thấy chưa, ân hận rồi, nói đúng rồi. Ân hận nói cho 6 triệu trăm năm. Làm bộ thôi, làm bộ lên giá thôi. Mua thêm câu nữa đi. Mình mua cái B7 đi. Em chắc chưa? Em không biết câu đó như thế nào, nhưng mà chị biết không? Sao bên chị Lan có muốn mua bên này không? Mua B7. Bên này muốn mua B7 kìa. Không, bây giờ em nói luôn nè chứ mới xong. Bên kia no. Biết rồi, biết rồi, no. Bên kia đó nè, bên đây, bên kia nè. Cái này chắc chắn là chị biết. B7, yes. Chắc chắn biết phải không? Nếu chị biết phải không? Nhưng mà cái câu này là đúng không? Em nói thôi mình nói đại đi, mất thời gian đánh quá kiên. Đánh rồi, hồi nãy đánh rồi. Hồi nãy khác hả? Ê, bây giờ nè, dùng cái quyền trả lời miễn phí đi. À, quyền trả lời miễn phí, đúng rồi. Giơ lên. Trả lời miễn phí. Ủa, sao em nhắc người ta cái vụ trả lời miễn phí? Không, nhiều khi không thuộc bài, không thuộc nội quy. Nè, đánh dằn mặt nè. 6 triệu. Không tốn tiền. Miễn phí mà. Miễn phí mà. Rồi đọc. Bây giờ bên kia chú ý lắng nghe lại nè. Nè. Đợi chứ, bàn luận một giây thôi. Ủa, nha. Bàn nữa hả? Chứ rồi. Rồi nhớ rồi, khỏi mua. Ok. Rồi. Nói luôn. Đọc 2, 3. Trăm năm thề những bạc đầu, chớ tham phú quý, chớ cầu vinh hoa. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án sai luôn. Đánh chiên chưa? Hả? Sao vậy? Muốn dùng quyền miễn phí không? Trời ơi, em chắc anh cảm ơn em nhiều quá. Giơ lên. Rồi. Anh. Gì? Quyền gì? Miễn phí. Đánh chiên miễn phí. Rồi. Mời anh. Quánh ngược tính tiền. Rồi đọc. Đọc đi Lan, anh không nhớ. Ngày. Ông bị thiệt. Ngày xưa thề những bạc đầu. Ủa, vẫn ngày xưa hả chị? Nghĩa. Chớ tham phú quý mà cầu vinh hoa. Đúng rồi, bởi vậy là sao giờ sao? Khác, hai câu của anh là không phải ngày xưa. Rồi. Hai câu của em để gì á? Chốt không chị, chốt không? Phan. Cái này như em... Ngày xưa thề những bạc đầu. Ngày xưa thề những bạc đầu. Chớ tham phú quý. Mà cầu vinh hoa. Chớ tham phú quý mà cầu vinh hoa. Cho em mua chữ bên kia được không? Dạ. Từ từ, tỉnh. Chốt không? Chốt. Chị Lan chị kiên cường lắm. A1, A2 chị vẫn nhất quyết là ngày xưa. Trong khi A1, A2 là bên kia người ta mua, người ta biết cái từ là từ gì. Người ta đọc là chính xác. Hồi nãy đọc gì vậy? Chị vẫn kiên cường. Đây là đáp án sai. Rồi vậy bên này có quyền không? Này, bình tĩnh từ. Không phải sai hai chia một ba hai không thôi, mà sai luôn B5, B7 đó. Nó nói luôn cho biết đó. B7 sai luôn, em đọc lại cái cũ. Này cái từ này cũng sai đó hả? Sai đó. Cho nên giờ mình mua đi ha. Giờ không bán lấy gì mua? Ủa vậy hả? Cái vấn đề là bây giờ chủ đầu tư không được bán thêm nữa. Hồi nãy chị nói đó mà bị sai mà. Chị nói hai từ này giống nhau bị sai mà. Chị nói sai mà. Ừ. Gia đình bệnh xào xáo rồi. Không, đang bàn luận không có xào xáo. Tức là bây giờ nè. Hai câu này hồi nãy giờ mọi người đã trả lời tương đối là chính xác. Bây giờ chỉ có sai cái B5, B7 thôi. B5 thôi đó. Biết rồi. Đánh chi đi. 2 triệu nữa đó. Không phải ngày xưa mà là cái gì? Cái này là trăm năm thề những bạc đầu, chớ ham phú quý đi cầu. Chớ gì anh? Chớ gì? Chớ tham. Chớ ham phú quý. Chớ tham. Tham hay ham? Tham. Chớ. Văn chương ai ghi chứ tham. Chớ tham. Chớ tham phú quý đi cầu
Vinh Trăng Hoa. À, đi cầu Trăng Hoa. Chốt chưa? Chốt. Trời ơi, muốn đổ mồ hôi luôn á. Đây là đáp án. Không sai. Nhìn chính xác. Trời ơi, 20 triệu. Cái này lỗ luôn á. Trăm năm thề những bạc đầu, chớ tham phú quý, đi cầu Trăng Hoa. À, đi cầu xin cái nội, nhưng cái mà đọc Trăng ra nó kỳ kỳ. Và chúng ta đã đi qua vòng 2. Số tiền còn lại của hai đội là bao nhiêu? Nhóc mình thua đó. Trời ơi. Sắm Tết dư giả phủ dư luôn hả trời. 52.500.000 đồng. Trời ơi. Mất gần 28.500.000 đồng. Chịu em mua mất chị ăn nguyên một sớm luôn. Tết này không nấu thịt không vịt luôn. Sao tưởng Tết này em sẽ tính sao? Giận rồi. Giận gì? Thịt có không vịt. Ủa mắc mớ gì tự nhiên giận đội này. Tết thì không nấu thịt không vịt. Rồi giận hả? Thà mới cơm ăn với trứng cút. Ăn trứng cút, ăn thịt bò chứ không ăn thịt heo không vịt. Ủa? Tết mà em ăn bò rồi em bò làm sao? Đúng rồi. Tết nó đúng ăn bò. Tết không ăn bò ăn vịt nha. Em đừng mua thịt không vịt. Anh với chị sẽ bưng thịt câu vịt qua tặng cho em. Còn với Vân Khánh thì sao nè? Ngày hôm nay mình đến với sao hai chữ, Khánh thấy thế nào? Thực ra thì là nãy giờ chơi quên á, em nói tiếng qua tiếng này lái hồi nào cũng hay bị liệu á. Giờ cho em trở về tiện Huệ đi. Em trở về quê em. Thực ra thì em như em nói lúc đầu đó, tại vì như có một đối trừ Minh Nghị là nó lần lồn đúng không? Tại vì mình cứ nghe mang mạng đâu đó, mình hàng ngày mình cũng không thể nói được những câu này. Nhưng hồi nãy cũng nghe anh nói là chữ đi, mình cứ nghĩ đi cầu nó kỳ quá. Ha, nhưng mà đúng lẽ là mình phải nghĩ là đi cầu Trăng Hoa thì nó mang ý nghĩa khác. Đúng rồi. Cho nên vừa lại mang cuộc cao cho nên chạy hơi chậm chấn nữa. Thế thôi chấp nhận. Rồi chuẩn bị chia tay chương trình nè. Vân Khánh có cái câu nào mà về chúc Tết, chúc xuân hoặc là hò về gì cũng được. Hát tặng mọi người một câu đi. Ui trời ơi. Chứ có câu chí nghĩa về bài xuân gì đó cũng được. Hát bài xuân mà Khánh hay hát Tết á. Trong thế gian đang vui mừng đón xuân, chắc nàng xuân năm nay đẹp tuyệt trần. Quá đẹp. Ngọt quá. Ngắm. Ngắm gì đây Khánh quên. Đang minh họa. Nói chung là thua quá giờ bứng quên luôn nó bứng loạn luôn. Bứng loạn rồi buồn rồi á. Rồi còn tưởng giờ em có câu nào chúc mọi người không nè. À không có gì hết nên em buồn buồn thôi chị. Dẹp cái nỗi buồn đi em. Đây nè, nè chúc ngon lì xì. Chúc đi lấy lì xì. Năm mới. Chúc vui lên chứ. Buồn quá. Không, cái này giống như lì xì là phải chúc, là phải giống tư cách của một em bé chúc cho người lớn. Năm mới. Bé Tưởng. Bé Tưởng. Bé Tưởng có hai con rồi nha. Bé nít sống lâu năm. Kệ người ta đi. Bé Tưởng có hai con rồi. Trời ơi, dạy mặt người ta hoài à. Bé Tưởng. Kính chúc quý bà con cô bác, quý anh chị, quý vị khán giả, kính chúc bác Thanh, cô Lan, em Lan, anh Nghĩa, em Khánh được nhiều sức khỏe, tiền vô ào ào, mưa thuận gió hòa, ruộng vườn xanh cây tốt trái. Sao nó đi lạc đâu đâu, có cái gì sai sai á. Mưa thuận gió hòa. Không sao, nghĩ sao cái đó là một mùa vụ bội thu á. Cảm ơn em nha, mặc dù bây giờ nghe chút nổi da gà. Nói chung là ý nghĩa tích cực là được. Đó, rồi, nói chung là nãy giờ. Đây, mỗi người một bao nha. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, đội thịt con vịt tiến thẳng vô dòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Và vòng này có tên gọi là Chinh Phục Bảng Vàng.